Hello bác ạ, hôm nay em chia sẻ cho các bác làm theo yêu cầu, đúng như yêu cầu. Hôm nay em sẽ vào mồi cho bác đánh mùa đông. Bác theo em nha. Bác theo em để em đặt cái máy cố định và em lấy đất, lấy mồi. Rồi em nhặt dùn ra cái xô này nha. Video này em làm ngắn gọn thôi. Em nhặt ra đây để không để em lấy luôn cái đất này. Em làm ngắn ngắn gọn thôi. Và nữa em sẽ tua video này lên. Cái nó dài quá. Này chạy vùng núi các bác nhá. Chia sẻ cho các bác những người không có công ăn việc làm để cải thiện cuộc sống, tăng thu nhập, lương tháng 10 triệu đến 15 triệu đổ lên. Còn ai biết rồi thì thôi, cho đi qua cho em xin một ai. Đây em nhặt mồi vào đây. Mồi này các bác không cần gì nhiều, phải nhiều mồi. Đây em làm theo yêu cầu thôi, chứ mồi các bác không cần phải nhiều mồi. Thứ nhất là khó bắt mồi, mùa này nó se lạnh, ở miền Bắc là se lạnh là không cần nhiều mồi. Tất nhiên nếu ai bắt được mồi nhiều càng tốt, nó không căn cứ mồi nhiều hay mồi ít. Đấy, các bác phải hiểu rõ cho em này nhé. Đây mồi của em này, và nếu em nhặt thêm một ít nữa. Đây bác cho đất vào đây, hơi nhiều đất. Như đây em thả 60 cái thì em phải nhặt lại đất. Là phải nhặt lại đất. Giờ các bác cho nước vào đây. Đánh đều ra cho thì biết đất. Mục đích cho đất vào đây là để giữ lại được cái nước mồi nó nằm lại, thứ nhất như vậy, thứ hai nữa là nó đỡ sớm mỏi. Các bạn đánh nước này ra cho em. Vứt cả luôn rồi. Tưởng nó cây lát băng đây nha, băng sống luôn. Video này chấm muộn, tối em về em sẽ đẩy lên cho bác trong này. Có cả đánh thả luôn nha các bác, có cả thả luôn cho nó dễ nặng các cháu. Rồi nha bác nha, giờ bác đảo đều nha, đảo đều.
đào đào xong là cho vào ống. Đấy, đun lên này. Đào đào lên. Đào đào. Bây giờ cho vào ống. Đó, bác cho vào ống như này cho em. Cũng không cần nhiều nhá bác nha, không cần nhiều mồi mồi này đâu thế. Đấy, các bác cứ cho đều như này cho em. Đến khi nào các bác đánh nhiều ống hay thả cái ống như cho nó đủ. Đấy, gần như vậy. Video này em ghép luôn cái đoạn làm đi thả luôn cho bác xem luôn thể. Cho dễ dễ luôn thể. Đấy, cứ như thế nha các bác nha. Không có một cái gì ngoài run vào đất. Còn nương đây, nương đây, em quay luôn nương ông chỗ này. Bác cái bác mùa này. Nương này, nương hôm nay nương to. Toàn nương to. Trên đường đi em sẽ quay cho bác thả luôn. Cười cho mọi người. Cái cười. Đi lắng quá mọi người. Hôm nay ở trong kia không nói chuyện. Đây cho mọi người đi vào tận trong để đánh. Đánh ở đây mọi người. Đánh cái bờ làm dặn này. Mọi người thấy không? Thấy đặt ống chưa? Nước đầy thì đặt theo nước đầy, mà nước cạn thì đặt như thế này. Đấy, đặt như thế thôi. Còn một cái này nữa chỉ nốt mọi người là ba cái. Nãy trong nhà không có nói được. Ra đây mới nói được. Đây nha mọi người. Bài này nó hơi cứng nhưng đánh được. Mai khả năng sẽ quay video ở đây. Mọi người nhìn thấy không? Nó lắng nó chói. Mai khả năng quay video ở đây. Xong rồi.